Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay chúng ta cùng học môn toán lớp 2, sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 73, hình tứ giác. Trước khi làm các bài tập của bài này thì các em hiểu thế nào là hình tứ giác? Hình tứ giác là hình được tạo bởi bốn đoạn thẳng khép kín. Như vậy các em cứ đếm hình nào có bốn đoạn thẳng, tức là bốn cạnh, thì hình đó là hình tứ giác. Ta có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hình này được tạo bởi bốn đoạn thẳng khép kín, thì hình này gọi là hình tứ giác. Hình tứ giác có 4 cạnh, 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta có hình tứ giác khác. Các hình này tuy hình dạng nó khác nhau nhưng nó đều có chung đặc điểm là có 4 cạnh. 4 cạnh. Thì hình có 4 cạnh như những hình này gọi là hình tứ giác. Được chưa? Rồi dựa vào những gì mà các em vừa được học thì các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 1 nhé. Các em tô màu vào các hình tứ giác. Ở đây các em thích màu nào thì các em tô màu đó nha. Rồi đầu tiên chúng ta có hình thứ nhất. Chúng ta có 1 cạnh này, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Vậy hình này là hình tứ giác. 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. 1, 2, 3, 4. Được chưa? 1, 2, 3, 4. Một, hai, ba, bốn. Rồi hình có ba cạnh là hình tam giác. Hình này là hình tam giác này. Hình tam giác này. Như vậy là các em chỉ cần ghi nhớ cho thầy giáo. Ba cạnh là hình tam giác. Bốn cạnh là hình tứ giác. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 2, tô màu. Hình tứ giác em tô màu đỏ. Cửa sổ và cửa ra vào em tô màu tím. Con chó thì không tô, còn lại tô màu vàng. Rồi trước hết là em bấm tạm dừng video và em làm bài trước nha. Rồi trong hình bên, các em tìm những hình nào là hình tứ giác, các em tô màu đỏ. Rồi hình tứ giác là hình có 4 cạnh. 1, 2, 3, 4. Ta có hình tứ giác. 1, 2, 3, 4. Ta có một hình tứ giác. 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Được chưa? 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Rồi như vậy là chúng ta vừa tìm được 1, 2, 3, 4, 4 hình tứ giác. 4 hình này các em tô màu đỏ. Cửa sổ và cửa ra vào tô màu tím. Cửa sổ hình tròn tô màu tím. Cửa ra vào tô màu tím. Con chó thì không tô. Phần còn lại các em tô màu vàng. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.